Mày chạy đâu? Anh ơi, hả? Anh ơi, mày... anh ơi, anh tha cho em đi anh ơi. Anh tha cho em đi, em biết rồi. Không giỡn chạy nữa đi. Hả? Anh chỗ đâu? Anh nghe em giải thích cái đó. Thật sự là bây giờ em hết khả năng chi trả rồi. Anh tha cho em đi, anh bảo. Thằng khốn, lúc mày mượn tiền của tao, mày nói ngon nói ngọt lắm mà. Sao bây giờ mày bỏ chạy chó phải pháo vậy mày? Hay là em muốn chơi trốn tìm với tụi chị? Dạ không đâu chị. Em có gan bằng trời, em cũng không có dám quỵt tiền chị đâu. Nhưng mà chị thông cảm cho em đi. Từ trước tới giờ em đóng hạn đúng kỳ đúng lãi cho chị hết. Nhưng mà bây giờ em hết tiền rồi. Với lại mẹ em thì bệnh nặng nữa, nên em không còn khả năng chi trả. Chị tha cho em nha chị. Chị tha cho em lần này đi chị. Bút xa là gà chết. Tao kỳ hẹn cho mày một tuần nữa. Mày phải trả vốn lẫn lời cho tao. Còn không, tao sẽ chồng mày với con gái mẹ mày biết rồi tao nha. Dạ, chị ơi. Em sẽ cố gắng, em gom tiền em trả đúng hạn cho chị. Chị thông cảm cho em nha chị. Chị chờ em nha. Dạ. Cố gắng một tuần nha. Dạ. Còn không á, em biết hậu quả như thế nào rồi đó. Hiểu chưa? Dạ, biết rồi chị. Em đổi ơn chị. Em đổi ơn chị. Mày nhớ những gì mày nói hôm nay nghe không? Dạ. Cục cưng. Tiền không nợ hôm nay đâu. Tiền bạc thôi mà làm gì em cáo gắt với anh vậy? Đây. Đi thu nợ cả ngày mà có nhiêu đây hả? Thì tại vì anh có nhậu với một số bạn nên tôi nói cho cậu biết, đã bám váy đàn bà rồi á thì phải làm cho nên việc một tí. Cái thứ mà vô dụng như cậu á, tôi mà nhả ra rồi á, không có con nhỏ nào mà nó gớt tới cậu đâu. Cậu hiểu chưa? Cậu đừng có để tôi nổi nóng. Thôi, anh biết lỗi anh rồi. Mai mốt anh sẽ không làm vậy đâu. Anh hứa anh ngoan mà. Thôi, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Nha, đừng có nóng, không có tốt cho cơ thể đâu. Để anh massage cho cục cưng nha. Nha. Công nhận mấy dạo này á sức khỏe anh tốt quá à. Nhậm xăm không đó. Mà công nhận nha, anh gần 60 tuổi rồi á mà không có thua gì mấy thanh niên trẻ nha. Vậy mới yêu em được chứ hả? À anh, cái lô đất chiến rồi á anh bán lời được nhiêu vậy? Có nhiêu đâu. Dạ cút gậy của tao hả? Dừng mày là thằng nào hả? Mày là thằng nào? Anh đây là thằng đệ chuyên môn đi thu tiền nợ cho em á. Mà hôm nay nó bị khùng thì sao á? Em là người yêu của anh mà. Người yêu? Tao nói với mày tao là người yêu của mày khi nào? Mày bị bệnh quan tưởng hay sao vậy? Đúng là cái thứ đàn bà dâm loạn. Mày nói cái gì? Anh, cái loại này anh không cần nói chuyện với nó đâu. Nè, chị có là gì đi chăng nữa, chị cũng không bằng một cái thằng hèn hạ vô tích sự như em chuyên bám váy đàn bà. Em hiểu không? Đồ khốn nạn mà. Hay là em sợ mất cái phần ăn của em? Mà em cũng yên tâm đi, chị không để em ra cái chuồng gà em ở đâu. Chị luôn cần có một con chó để giúp chị giữ nhà mà, phải không anh? Em nhớ những gì em nói với anh hôm nay, anh sẽ ghi nhớ trong đây. Tụi bay là cái thứ khốn nạn. Mày muốn gì? Mày nói gì? Mày nói gì? Thôi, dừng lại. Anh không cần đâu. Thôi mình đi anh. Mới mốt gặp mặt tao phải tránh xa tao ra nghe chưa? Tụi bay chờ. Thank you.
thơm quá vậy? Trời đất ơi, em lúc nào cũng chả thơm. Nè. Wow. Quả là không sai với cái tên là Bảo Bảnh Bao mà. Trời ơi, người gì mà vừa đẹp trai mà vừa hào phóng nữa. Em mới gọi gì vậy? Bảo Bảnh Bao. Gọi lại. Bảo Bảnh Bao. À, anh thích cái tên này lắm đó. Tất nhiên rồi, anh là không bảnh ai bảnh chứ. Mà anh ơi, tí nữa mình uống xong á, cái mình đi shopping ha. Em muốn shopping bao nhiêu cũng được. Nhưng mà chủ yếu, tối nay anh qua đón là em phải đẹp lộng lẫy nghe không? Thằng chó. Nào. Hả? Dạ. Mày còn ở đây xơi gái được nữa hả? Mày có biết là công an nó sắp thoát khổ cái đám mà không? Ai vậy anh? À, thôi, cô Kinh, bây giờ em đi vô trong nha. Anh nói chuyện với chị này chút nha. Nhớ tối nay đó. Anh lo giải quyết cái mụ già này đi nha. Trời ơi, đừng có để mất thời gian của chúng mình. Vô đi. Em chờ. Ok, vô đi. Sao, muốn gì? Thằng khốn, tiền và giấy tờ của tao đâu? Bây giờ mà bà còn hỏi những câu ngu ngốc vậy hả? Nè, tôi nói cho bà biết. Bà có biết tại sao công an truy lùng bà không? Là tôi báo đó. Mày! Chưa. Còn số giấy tờ mà nằm trên công an à, cũng là thằng này đưa đó. Bà biết chứ bà già. Mày là đồ súc vật, mày dám cắn tao hả? Bất ngờ quá hả? Ăn miếng trả miếng thôi. Cái thằng này đã nhận đủ tủi nhục rồi. Bây giờ tới lượt bà đi vô tù bọc lịch đi, hiểu chưa? Thằng chó, tao có chết tao cũng lôi mày theo. Ồ, vậy sao? Tôi nói cho bà biết trước, thằng này làm cái gì thì đã liệu trước rồi. Nếu mà tôi không biết trước hả, tôi đâu có dám chơi bà một cú đau như vậy. Mày cũng không có thoát được đâu. Cái mạng của bà bây giờ á, lo còn chưa xong nữa kìa. Mày đặt hù tôi hả? Ác giả ác báo. Bà lo mà sống những ngày còn lại trong tù của bà kìa. Bà già hết đáng.